Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với lại video tiếp theo của team HD Research và mình là Minh Tiến. Chắc hẳn là thời điểm hiện tại, mỗi một ngày khi mà chúng ta vào check tài khoản, đúng không ạ? Tài khoản những sàn giao dịch hoặc là các bạn check ví chúng ta và chúng ta thấy tài khoản chúng ta mỗi ngày nó là giảm một ít như vậy thì thời điểm hiện tại chắc hẳn là cái thời điểm mà chúng ta đang cảm thấy chán nản và có khá là nhiều người đang cảm thấy mệt mỏi, khá là nhiều người đang cảm thấy bực tức, khá là nhiều người đang muốn là rời bỏ cái thị trường này. Thì những ai mà đang có cái tâm lý như vậy thì mình nghĩ rằng khi xem được video này thì phần nào chúng ta sẽ tìm lại được cái mục đích mà chúng ta muốn hướng tới, phần nào chúng ta sẽ xác định được rằng là cái thời điểm ban đầu khi chúng ta đầu tư vào thị trường này chúng ta mong muốn điều gì, hay là chỉ đơn giản khi mà chúng ta đến với thị trường này chúng ta chỉ mong muốn rằng là có một chút lợi nhuận, đúng không ạ? Nhất thời sau đó thì thị trường nó lại không như chúng ta mong muốn, nó lại làm chúng ta phải đau đầu, làm chúng ta phải giày vò tâm lý, nó làm chúng ta sụp đổ và thậm chí là dẫn tới cái việc chúng ta cắt lỗ và rời bỏ thị trường này. Thì khi mà các bạn có cái suy nghĩ như vậy thì mình cũng rất mong muốn rằng là khi mà mình làm video này thì phần nào cũng sẽ giúp lại chúng ta sốc lại được cái tinh thần, đúng không ạ? Mình làm video này không phải là cái mục đích đó là gì các bạn, đó là đưa ra cái lý do để chúng ta có thể là cứ mù quáng nhảy vào thị trường crypto này. Các bạn cứ mua đi, các bạn hãy cứ gì ạ, gom hàng đi, đúng không ạ? Mua thật nhiều vào để sau này khi mà thị trường ta nó phục hồi, nó tăng trưởng nó trở lại thì chúng ta sẽ có cái lợi nhuận kích xù, không các bạn ạ? Vì tại sao các bạn? Vì mỗi một người đã có một cái chiến lược riêng cho mình rồi. Khi mà các bạn tham gia vào thị trường crypto này, ngay tại cái thời điểm ban đầu ấy, các bạn vào thị trường thì các bạn đã xác định rằng là các bạn sẽ đi dài hạn với nó, hay là các bạn chỉ là trader ngắn hạn, các bạn chỉ ăn sóng ngắn, các bạn chỉ dựa vào những thông tin phân tích thị trường cũng như là dựa vào phân tích kỹ thuật, các bạn ăn sóng ngắn, sau đó thì các bạn gì ạ, bán đi, các bạn tối ưu lại. Đó thì chắc hẳn là khi mà nhảy vào thị trường này các bạn cũng đã xác định cái mục tiêu cho mình rồi. Thì đến thời điểm hiện tại thì có thể là cái mục tiêu của bạn nó đã bắt đầu lung lay do thị trường chúng ta nó điều chỉnh, nó làm cho chúng ta chán nản. Và thực sự các bạn luôn là những cái pha điều chỉnh hay những cái lần nào thị trường nó quyết định gọi là rũ hàng, đúng không ạ, để cho những người yếu tay rời bỏ thị trường này, thì thời điểm đó là những cái thời điểm thực sự rất là khắc nghiệt các bạn. Nếu như các bạn đã trải qua rồi thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết, và cá nhân mình thì cũng đã trải qua rồi. Mình cũng biết những cái thời điểm mà thực sự là kinh tế gia đình gặp khó khăn này, hay là cái thời điểm mà tiền chúng ta còn đang kẹt trong thị trường crypto này, hay là những khi mà thị trường chúng ta nó cần phải rũ hàng, đúng không ạ? Đó thì phải nói các bạn luôn là thời điểm mà thực sự khá là khắc nghiệt, và là cái thời điểm mà cần cái sự đấu tranh tâm lý gọi là rõ ràng nhất thì chúng ta mới có thể đi lâu được. Như các bạn có thể thấy thì ở trong khoảng thời gian vừa rồi, mặc dù là các bạn thấy chúng ta đã view thị trường ta sẽ có cái sự điều chỉnh, đúng không ạ? Trong khoảng thời gian đó là gì ạ? Đầu tháng 6 thì khả năng thị trường nó sẽ có sự điều chỉnh, và chúng ta cũng kỳ vọng rằng tháng 6 là tháng mà thị trường ta nó sẽ khởi sắc hơn, bởi vì chúng ta sẽ có ETH, ETF spot, bởi vì chúng ta đang có cái chỉ số phần trăm lạm phát, đúng không ạ? Nền kinh tế nó đang tốt hơn, nhưng thực tế các bạn thấy được rằng là nó lại có cái xu hướng điều chỉnh đi xuống. Mặc dù là chúng ta view rằng là khả năng BTC có khả năng xuống tới cái vùng giá đó là 63, 64 nghìn, khi đó nó sẽ tạo thành một cái mô hình tăng trưởng bền vững tốt để chúng ta có thể là mua đầu tư. Nhưng khi mà BTC điều chỉnh, thị trường điều chỉnh thì thực sự các bạn là cái tâm lý nó cũng không thực sự dễ chịu đâu. Mặc dù cá nhân mình cũng như là anh em trong team đã có cái sự chuẩn bị rồi, nhưng nếu như các bạn mà chưa có sự chuẩn bị tâm lý thì chắc hẳn là giờ này các bạn cũng đã cảm thấy thực sự khá là chán nản và khá là mệt mỏi. Tại sao chúng ta đầu tư mãi nó lại không tăng? Thì nếu như mà chúng ta không chịu được giày vò tâm lý thì thực sự các bạn chúng ta không thể đi dài với thị trường crypto này. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì các bạn biết được rằng thị trường đang có tính chu kỳ, và mỗi một chu kỳ nó sẽ diễn ra khoảng 4 năm, đúng không ạ? Khoảng 4 năm, 4 năm là một khoảng thời gian thực sự rất là dài các bạn ạ. Bắt đầu từ đỉnh của một chu kỳ khác, nếu như các bạn tính từ cái chu kỳ đỉnh của chu kỳ khác sang đỉnh của chu kỳ này thì nó kéo dài tận 4 năm, đúng không ạ? Bắt đầu là downtrend phân phối của đỉnh chu kỳ trước, sau đó là gì ạ? Sideways tích lũy, sau đó là tăng trưởng, và tiếp cuối cùng sẽ là bùng nổ. Bùng nổ là cái giai đoạn mà gặt hái thành công. Và cái giai đoạn sideways tích lũy là cái giai đoạn mà chúng ta gì ạ, dễ bị mất hàng nhất các bạn ạ. Tích lũy là cái giai đoạn dễ bị mất hàng nhất. Nếu như các bạn không chịu được giày vò tâm lý thì các bạn thấy được rằng là khoảng thời gian đầu năm 2022 thì cho như là cái giai đoạn mới chúng ta mới bắt đầu đi, đúng không ạ? Thì các bạn thấy được rằng trong thời điểm đó, nếu như mà ai mua BTC tốt ở cái vùng giá đó là 17, 18 nghìn, đúng không ạ? Hoặc thậm chí là 15, 16 nghìn, thì các bạn thấy được rằng liên tục những cái thông tin như ngân hàng sụp đổ hồi tháng 3, đúng không ạ? Thì liệu rằng là
cái tâm lý chúng ta bị dày vò nhiều như vậy thì liệu rằng chúng ta có vượt qua được hay không, hay là tình hình kinh tế ở thời điểm đó nó rất là xấu như vậy thì liệu rằng chúng ta có vượt qua được hay không. Và các bạn thấy rằng mặc dù thị trường ta nó đang trong cái xu hướng tăng, nhưng mà các bạn thấy được rằng là trong xu hướng tăng đấy các bạn thấy liên tục có những sóng điều chỉnh. Các bạn thấy tháng 3 có đúng không ạ, các bạn thấy tháng 6 có, các bạn thấy được gì ạ, tháng 8 có. Và mỗi một lần điều chỉnh này thực sự là một lần rất là khắc nghiệt đúng không ạ, rất là nhiều những tâm lý mà mình tin chắc rằng có rất là nhiều người bán ra thời điểm đó để rời bỏ thị trường. Nếu như chúng ta mà không có cái tâm lý ổn định thì liệu rằng chúng ta giờ này còn ngồi đây với nhau hay không, đúng không ạ? Các bạn biết được rằng là kênh HTD Research này đã lập được một khoảng thời gian đấy, tính đến thời điểm hiện tại thì đã hơn một năm rồi các bạn. Hơn một năm chúng ta đã đồng hành cùng với nhau, và thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà mình vẫn ngồi lại thị trường này. Thì các bạn thử hỏi được rằng là cộng đồng HTD Research có bao nhiêu người ngồi lại thị trường này. Nếu như các bạn và là người mà theo dõi cộng đồng HTD Research từ đầu thì đến thời điểm hiện tại các bạn hãy để ý kiến của mình dưới phần bình luận video này. Các bạn có thể nhấn nút like, các bạn có thể bình luận để xem rằng là có bao nhiêu người vẫn đang đồng hành cùng với lại team HTD Research, đúng không ạ? Thì mặc dù chúng ta đã view rằng là thị trường ta có sự điều chỉnh, và các bạn cũng đã thấy được rằng là chúng ta cũng đã có chuẩn bị tâm lý, chúng ta đã cùng thảo luận với nhau trong những buổi live stream, chúng ta đã cùng thảo luận với nhau trong những video, nhưng đến thời điểm hiện tại các bạn thấy được rằng tâm lý chúng ta đang cảm thấy khá chán nản. Hàng ngày chúng ta đang vào, chúng ta thấy tài khoản chúng ta có sự điều chỉnh. Một số người thì thôi, quan tâm đến dài hạn thì các bạn có thể get out đi ra đúng không ạ? Các bạn có thể đóng tài khoản các bạn đi ra, out ra đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ chờ dài hạn. Còn những người nào mà các bạn đầu tư mà các bạn chỉ nghĩ đến cái vấn đề ngắn hạn thì chắc hẳn các bạn cũng đã cắt lỗ rồi, đúng không ạ? Thì như mình đã nói, thị trường ta nó có tính chu kỳ, và 4-5 giờ là một khoảng thời gian thực sự các bạn là một khoảng thời gian dài đằng đẵng đối với lại thị trường này. Đó, đầu tư nó là một cái gì đấy rất là nhàm chán và thực sự các bạn rất là mệt mỏi. Mệt mỏi chúng ta phải chờ đợi các bạn. Mặc dù là tương lai thì chúng ta chưa biết được rằng là nó có như chúng ta kỳ vọng hay không, nhưng khi các bạn nhìn lại những chu kỳ trước thì thực sự là nó đã không làm chúng ta thất vọng rồi đúng không ạ? Nó từng làm cho rất là nhiều người thất vọng khi mà chúng ta đu trên đỉnh, nhưng nó đã làm cho rất là nhiều người đã trở thành triệu phú, nó rất là nhiều người có được tiền tỷ trong tay khi mà chúng ta mua ở cái giai đoạn tích lũy và bán ở cái giai đoạn khi mà thị trường bùng nổ, nếu chúng ta hiểu. Các bạn thấy được rằng là sau mỗi một lần halving của BTC, thị trường chúng ta nó gì ạ? Cái số lượng BTC có mặt trên thị trường nó sẽ càng ngày càng khan hiếm. Và cái số lượng BTC được khai thác ra các bạn thấy là càng ngày nó càng khan hiếm. Các bạn thấy được rằng là mỗi một block đúng không ạ, được khai thác ra ở cái thời điểm năm 2009-2012 các bạn thấy nó gì ạ? 25 BTC thì trước đó nó phải hơn đúng không ạ? Trước đó phải hơn, sau đó halving thì nó mới còn 25 BTC đúng không ạ? Thì nếu như mà theo cái chu kỳ Bitcoin halving thì mỗi một lần halving sẽ giảm đi một nửa, thì trước đó nó phải là gì ạ? 50 BTC đối với lại mỗi một khối đúng không ạ? Thì năm 2012 nó halving một lần, 2016 nó halving tiếp thì các bạn thấy được rằng là còn 12,5 đúng không ạ BTC cho một khối. Tiếp theo là 2020 halving tiếp còn 6,25, và 2024 tiếp tục halving và các bạn thấy được rằng là nó gì ạ? Chỉ còn 3,125 BTC cho một khối thôi đúng không ạ? Nhưng các bạn thấy được rằng là đồng hành cùng với lại BTC giảm thì các bạn nhìn thấy cái đường màu trắng này nó là gì các bạn? Là đường giá của BTC các bạn, nó lại tăng đúng không ạ? Đường giá của BTC tăng rất là mạnh, và đương nhiên nó tăng mạnh đến một thời điểm nào đó thì cái sự kiện Bitcoin halving nó sẽ không còn ảnh hưởng nhiều đến cái thị trường crypto này, và cái số lượng Bitcoin có mặt trên thị trường nó sẽ xào nấu đúng không ạ? Dùng những số lượng Bitcoin đấy nó sẽ xào nấu và nó sẽ gì ạ? Biến hóa đúng không ạ? Làm sao sẽ cho các bạn có những cái món ăn ngon, món ăn mới. Ngày hôm nay các bạn sẽ được ăn món ăn này, ngày mai các bạn sẽ được ăn những món ăn khác. Luôn luôn thị trường nó sẽ xoay vần chúng ta. Và như mình có nói trong video ngày trước đúng không ạ? Thị trường luôn luôn muốn chúng ta cắt lỗ, đấy là điều thị trường muốn, và thị trường sẽ sử dụng cái số lượng Bitcoin đấy để xoay vòng, quay đi quay lại và lật chúng ta như bánh tráng đúng không ạ? Nếu như chúng ta không nắm rõ, không hiểu biết. Thì như các bạn thấy, thời điểm trước mỗi một lần Bitcoin halving giá tăng rất là nhanh, rất là mạnh, và các bạn thấy rằng là từ cái sự kiện Bitcoin halving năm 2020 hay là đến thời điểm hiện tại 2024 thì các bạn thấy là từ năm 20 đến 24 thì cái giá của nó các bạn, cái đường màu trắng này các bạn cũng hiểu nôm na là giá đi đúng không ạ? Thì các bạn thấy được rằng là nó thực sự nó có mạnh mẽ giống như thời điểm trước hay không, nó ít nhiều trong thời điểm trước hay không, nó đang gì ạ? Nó đang không phải là ít quá nhiều nữa, mặc dù giá trị của nó tăng rất là cao đúng không ạ? Các bạn thấy được rằng là so với mức giá thời điểm hiện tại của Bitcoin nó khoảng là gì ạ? 70.000 đúng không ạ? 66, tôi cho là làm tròn 66-67.000 đi. Thì đến khi nó x2 thì các bạn đừng nghĩ cái đường này nó có gì ạ? Có tăng mạnh giống như mấy trăm lần, giống như khoảng thời gian sự những cái lần Bitcoin bên trước hay không. Thì x2 nó lên khoảng 120.000 hoặc thậm chí 130.000 đúng không ạ? Thì thực sự mà các bạn
nó chỉ x2 thôi, nó không biến động thực sự nhiều nữa, mặc dù cái giá trị của nó khổng lồ, giá trị của nó rất là lớn, đúng không ạ? Có thể là đỉnh của chu kỳ này nó sẽ là 120, 150, đỉnh của chu kỳ sau có thể là 500, đúng không ạ? Và có thể là đến năm 2030, 32 gì đó, đúng không ạ, thì nó có thể là hơn nữa, đúng không ạ? Có thể là 700, 800 gì đó. Nhưng các bạn thấy được rằng là cái mức tăng trưởng của nó sẽ không còn mạnh mẽ nữa. Và thực sự là cái chu kỳ này, đúng không ạ, sẽ là một cái chu kỳ mà nó sẽ đánh dấu bước ngoặt rất là lớn của thị trường crypto, của Bitcoin các bạn ạ. Các bạn thấy được rằng là ở những cái chu kỳ trước, chúng ta thường hay nói về những cái chu kỳ trước của Bitcoin, chu kỳ trước của thị trường crypto, nhưng mà các bạn có nghĩ rằng là thực sự thị trường crypto được để mắt tới, đúng không ạ, để biết đến nhiều, thực sự nổi bật, thì các bạn thấy được rằng là năm chu kỳ 2017-2021 đấy mới là cái chu kỳ mà thị trường crypto đã thực sự được nhắc tới và nhiều người ấn tượng nhất. Còn các bạn thử hỏi rằng từ 2017 đổ lại có mấy ai ấn tượng thị trường crypto này không? Nhưng các bạn thấy rằng nó đã xoay vần, nó đã thay đổi rất là lớn. Từ năm 2021 đến năm 2024, đúng không ạ? Chúng ta mới chỉ có khoảng tầm là 2 năm rưỡi, bởi vì bây giờ nó đang là tháng 6, 2 năm rưỡi thôi. Nhưng các bạn thấy được rằng nó đã có khác biệt khá lớn, từ một cái thị trường luôn luôn bị gì ạ, ít người biết đến, luôn luôn bị tìm cách gọi là đàn áp, nhưng mà đến thời điểm hiện tại đã được hợp pháp, đã được chấp thuận, rất là nhiều những quỹ đầu tư tổ chức lớn nhảy vào, rất là nhiều những công ty thu mua Bitcoin, rất là nhiều những đơn vị quản lý tài sản đứng top 1, top 2 trên thế giới nhảy vào thị trường này để thu mua Bitcoin, đúng không ạ? Để thu mua gọi là crypto, thì các bạn nghĩ rằng là chu kỳ này sẽ là chu kỳ nào, sẽ là cái chu kỳ mà mang chúng ta đến cái mà chúng ta mong muốn các bạn. Nếu thời điểm hiện tại thực sự là thời điểm mà chúng ta bỏ lỡ, chúng ta tuột mất, thì có khả năng là chúng ta sẽ bỏ lỡ một cơ hội lớn. Và sau này cái sự kiện Bitcoin Halving nó sẽ không còn là một sự kiện ảnh hưởng tới lớn đến thị trường crypto này. Và liệu rằng cái chu kỳ 4 năm một lần nó còn tồn tại nữa hay không, đúng không ạ? Còn tồn tại nữa không, rất khó để có thể là chắc chắn cái điều đó các bạn. Rất khó để có thể chắc chắn. Bởi vì sao các bạn? Các bạn thấy được rằng là sau mỗi một sự kiện Bitcoin Halving, đúng không ạ? Dựa vào cái sự khan hiếm của BTC, chúng ta thường thấy thị trường ta nó có sự tăng trưởng sau đó một khoảng thời gian. Sau đó một khoảng thời gian, các bạn thấy được rằng là cái vạch này là cái vạch mà thể hiện là cái cho thấy rằng là sau mỗi sự kiện Bitcoin Halving thì giá của Bitcoin, đúng không ạ? Các bạn thấy được rằng là cái biểu đồ này tăng rất là nhanh, rất là mạnh, đúng không ạ? Và nếu như các bạn tính thì chúng ta cảm nhận được rằng là cái sự kiện Bitcoin Halving nó đang là một cái sự kiện mà cảm thấy nó cho chúng ta thấy đi từ cái đáy nọ sang cái đáy kia, đúng không ạ? Mặc dù thời điểm hiện tại chúng ta đang thấy tăng trưởng rồi, đúng không ạ? Từ cái đáy nọ sang cái đáy kia kiểu như vậy. Thì cái mà chúng ta đang chờ đợi nữa là gì các bạn? Đó chính là từ cái đỉnh nọ sang cái đỉnh kia. Tức là chúng ta đang mong chờ một cái đỉnh nữa xuất hiện. Và thực sự là đợi đến khi cái đỉnh nó xuất hiện thì thật tiếc, đúng không ạ? Thật tiếc nếu như mà chúng ta đang bị chi phối quá nhiều, áp lực đến từ gia đình, áp lực đến từ tiền bạc, áp lực đến từ cái việc chúng ta phải vay tiền, chúng ta đầu tư vào thị trường crypto này. Rất là nhiều những áp lực nó khiến cho chúng ta phải cắt lỗ, đúng không ạ? Chúng ta trở thành người thua lỗ, chúng ta mang nợ. Và đã bao giờ chúng ta thử đặt ra câu hỏi, đúng không ạ? Các bạn đến với thị trường này vì cái mục đích gì? Ngay từ mục đích từ đầu các bạn đến với mục đích gì? Chúng ta ăn sổ trong đó chúng ta rời bỏ thị trường. Ok, đấy cũng là một cái cách chúng ta có thể kiếm tiền từ thị trường này, đúng không ạ? Hay là chúng ta đến với thị trường với niềm tin dài hạn, đúng không ạ? Chúng ta có dài hạn rằng là chúng ta xác định chúng ta đang ở trong giai đoạn nào thị trường. Đương nhiên ở cái mùa downtrend thì nó không nói làm gì, đúng không ạ? Sau khi nó đã đỉnh rồi, sau khi đã rất là nhiều người chốt lời rồi, chúng ta mới nhảy vào thì chúng ta bị đu thì không nói làm gì. Nhưng khi mà chúng ta đến với thị trường ở trong cái giai đoạn thị trường ta gì ạ, tích lũy, đúng không ạ? Tích lũy có thể là từ đầu năm 2023 đến thời điểm hiện tại, thì chúng ta đang xác định điều gì? Chúng ta có đi dài hạn với thị trường này hay không? Đúng không ạ? Đến thời điểm hiện tại các bạn thử ngồi lại suy nghĩ xem rằng là lúc đầu chúng ta đến với thị trường vì cái gì? Tại sao đến thời điểm hiện tại chúng ta lại cảm thấy mệt mỏi, chán nản và thậm chí là muốn rời bỏ thị trường? Đã bao giờ các bạn nghĩ thử rằng là tại sao, đúng không ạ? Tại sao khi mà thị trường chúng ta điều chỉnh như vậy, rất là nhiều người, những nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta đang có ý định chán nản rời bỏ thị trường, thì lại có dòng tiền chảy vào thị trường này? Dòng tiền chảy vào thị trường này với mục đích là gì các bạn? Đương nhiên phần nào chúng ta phải hiểu rằng là cái mục đích họ mang tiền vào thị trường này để làm gì các bạn? Để mua, để thu mua những cái đồng coin ở giá rẻ. Các bạn thấy nếu các bạn cập nhật thông tin ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục thấy Tether, đúng không? In min ra 1 tỷ USD ở trên mạng Tron, một cái số lượng không hề nhỏ. Và các bạn thấy thời gian liên tục gần đây, khi mà thị trường chúng ta
nó cứ ở trong cái giai đoạn như này đúng không ạ, có thể là lên đến vài vùng 70.000 sau đó bị đạp giá xuống đúng không ạ. Như mình nói hôm trước các bạn, nó đã trở thành một cái vùng kháng cự với DC rồi, và cứ trong cái thời điểm đó thì chúng ta lại thấy Tether in tiền làm gì các bạn, để cá mập cá voi có thể là có được tiền trong tay để có thể là gom hàng. Các bạn có thể thấy được rằng là cái thời điểm mà BTC có ý định liên tục đúng không ạ, chạm đến vùng giá 7x và liên tục bị đạp giá xuống, tức là gì các bạn, tức là cá mập cá voi đang muốn BTC tồn tại ở cái vùng giá này để có thể là gì ạ, tiếp tục, cá nhân mình nghĩ là sẽ tiếp tục là gom thêm hàng đúng không ạ. Thì cái thời điểm mà họ gom thêm hàng, họ tích lũy thì lại là cái thời điểm mà chúng ta bán ra. Các bạn thấy có thấy nghịch lý ở đây không ạ? Rất nghịch lý ở đây đúng không ạ? Chúng ta bán ra để họ mua vào đúng không? Vì sao các bạn? Bởi vì là họ muốn mua ở giá rẻ và luôn họ mua luôn muốn chúng ta cắt lỗ đúng không ạ? Sau này khi giá đẩy lên rồi chúng ta mới cảm thấy tiếc nuối, chúng ta mới nhảy vào. Thì điều đó là gì ạ? Lại chứng tỏ rằng là lại đúng cái mục đích mà họ mong muốn, họ lại tiếp tục mỉm cười lần hai đúng không ạ? Những cá mập cá voi trong thị trường này họ lại tiếp tục mỉm cười lần hai. Hay là khi mà các bạn cập nhật thông tin thì các bạn thấy được rằng là có một số lượng tiền rất là lớn đúng không ạ? Thu mua BTC ở trong cái giai đoạn từ khoảng ngày 11 tháng 6 đến thời điểm hiện tại lên tới con số là hơn 20.600 BTC, tức là vào khoảng tầm 1,3 tỷ USD, được 31,3 tỷ USD BTC được mua bởi các cá mập cá voi các bạn. Thì nếu như các bạn không cập nhật thông tin, các bạn chỉ gọi là ngày ngày các bạn vào, các bạn lúc là thời điểm các bạn mới đến thị trường ấy đúng không ạ, các bạn chỉ xem rằng là ai chia sẻ mua con gì các bạn mua con đấy, sau đó thì các bạn hàng ngày các bạn vào check tài khoản, các bạn không cần quan tâm đến thời điểm hiện tại thị trường nó vận hành như thế sao như thế nào, các bạn không cần quan tâm rằng là cái dòng tiền lớn như thế nào, dòng tiền nhỏ như nào đúng không ạ. Các bạn chỉ cần quan tâm chúng ta mua và chỉ mong muốn rằng là ngay ngày hôm sau hoặc ngay tháng sau giá nó sẽ x2 x3, nhưng thực tế các bạn thấy được rằng là chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi thì chúng ta mới thấy được rằng là BTC nó mới có sự tăng trưởng đến thời điểm hiện tại. Thì với những người mới mà các bạn mới mua thì liệu rằng là các bạn sẽ cảm thấy chán nản mệt mỏi như thế nào đúng không ạ, nếu như các bạn thấy tài khoản của bạn cứ chia như vậy. Thì thực sự là với cái video này mình cho thấy các bạn thấy được rằng là cá mập cá voi họ đang tích lũy ngay cái thời điểm mà chúng ta đang cảm thấy chán nản đúng không ạ. Hay là các bạn cập nhật thông tin các bạn cũng đã biết đúng không ạ, Michael Saylor đây là một cái công ty mà đang tích lũy số lượng Bitcoin thực sự khá là lớn đúng không ạ, lên tới hàng chục tỷ đô Bitcoin, họ vẫn tiếp tục đúng không ạ bán trái phiếu để có thể là mua Bitcoin. Thì các bạn cũng đã biết được rằng là cá mập cá voi họ tin tưởng dài hạn đối với thị trường này như thế nào. Thì thay vì đó chúng ta là những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì chúng ta lại gì ạ, chán nản muốn rời bỏ thị trường này đó. Thì sau này nếu như các bạn đến cái giai đoạn thị trường chúng ta bùng nổ và các bạn trải qua một mùa thị trường thì các bạn lại thấy được rằng là cá mập cá voi đúng không ạ, những quỹ đầu tư tổ chức lớn họ tích lũy tài sản lớn như vậy thì họ kiếm lời từ những ai, đương nhiên nó là một sự thật khá là đáng buồn các bạn ạ, đó là họ kiếm lời từ chính chúng ta các bạn ạ, họ kiếm lời từ chính chúng ta, họ chốt lời lên đầu ai các bạn, chốt lời lên đầu chính chúng ta các bạn. Tại sao những cái đơn vị quản lý tài sản hay những công ty tổ chức càng ngày họ càng giàu đúng không ạ, càng ngày họ càng giàu, đương nhiên cũng sẽ có một số những quỹ đầu tư tổ chức họ đầu tư sai lầm, họ thua lỗ phá sản, cái điều này nó không thể tránh được, nhưng các bạn thấy rằng tại sao họ cứ cùng nhau giàu và càng ngày nó càng giàu và những người đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta lại bị thua lỗ đến tận 90%. Vì thế là thời điểm hiện tại mình cũng rất là mong là các bạn mà khi xem video này thì các bạn hãy sốc lại cái tinh thần đúng không ạ, sốc lại cái tinh thần. Và chúng ta hãy ngồi lại và suy nghĩ rằng là cái mục đích đầu tiên khi mà chúng ta tham gia thị trường này là chúng ta tham gia vì mục đích gì đúng không ạ. Thì thời điểm hiện tại là cái thời điểm thì thực sự các bạn là chúng ta đang thấy có khá là nhiều những đồng coin giá rẻ và dòng tiền thì thực sự là nó vẫn chưa thực sự là tập trung mạnh vào altcoin thời điểm hiện tại đúng không ạ, nó vẫn đang tập trung chủ yếu cho Bitcoin, thậm chí là sau này nó sẽ tập trung thêm vào cả ETH nữa. Đương nhiên là ETH nó có tiềm năng có tăng trưởng mạnh hay không thì chúng ta chưa biết được, chúng ta chờ sau này chúng ta biết, nhưng dòng tiền bây giờ nó vẫn chưa tập trung nhiều vào altcoin đúng không ạ, và khi mà dòng tiền chưa đổ đến thì thời điểm đó đúng không ạ, cái chỗ đó nó vẫn còn tiềm năng để có thể là tham gia đầu tư, rồi khi mà nó đã tăng cao quá rồi chúng ta mới nhảy vào đầu tư, thì đấy mới là cái thị trường mà có nhiều rủi ro các bạn, thời điểm đó mới là thời điểm nhiều rủi ro. Ok các bạn, thì như mình đã nói video này nó không phải là một cái video để cổ vũ cho các bạn cứ xuống tiền đi, cổ vũ các bạn cứ gì ạ nhảy vào mua đi, mà chỉ mong muốn rằng là chúng ta sẽ sốc lại tinh thần và nhìn lại được cái định hướng của chúng ta
đúng không ạ, để các bạn có thể là có những cái hướng đi nó tốt hơn ở trong khoảng thời gian sắp tới cũng như là trong cái chu kỳ này của thị trường các bạn nhé. Mình rất cảm ơn các bạn đã xem video và ủng hộ cho team HTD suốt trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin chào.